từ lâu, sữa được biết đến là một trong những thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Các vi chất có trong sữa thường dễ hấp thu, lại phù hợp với mọi lứa tuổi. Bổ sung 1 đến 2 ly sữa mỗi ngày sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh và có nhiều năng lượng hơn mỗi ngày. Vì vậy, các loại sữa công thức bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể ngày càng được nhiều gia đình lựa chọn. Khi nhắc đến các sản phẩm sữa dành cho cả gia đình hiện nay, không thể không nhắc đến Biolat. Sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Thiên Hương với nguồn nguyên liệu đạt chuẩn, nhập khẩu từ Mỹ. Thành phần dinh dưỡng được nghiên cứu phù hợp với thể trạng của người Việt. Thương hiệu sữa Biolat là sữa bột dinh dưỡng công thức đang được rất nhiều người tiêu dùng Việt lựa chọn. Dòng sản phẩm đa dạng cho nhiều đối tượng từ trẻ cho đến người lớn tuổi, đặc biệt dành cho người cao tuổi mắc các bệnh lý như mỡ máu, tiểu đường, xương khớp. Bên cạnh đó, dòng sữa non Biolat là sản phẩm được chú trọng cao về dinh dưỡng, dùng cho đối tượng trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Ngay từ giai đoạn thơ ấu, trẻ rất cần được bổ sung các dưỡng chất cần thiết và kết hợp thực đơn đủ chất để bé phát triển về thể chất và trí tuệ. Vì vậy, nhiều bố mẹ đã chọn sữa non Biolat nhằm bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Song song đó, đối với nhóm người cao tuổi bị các bệnh lý về tiểu đường hoặc người có nguy cơ bị tiểu đường, thì việc sử dụng dòng sản phẩm sữa Biolat, Biolat Glucena giúp bổ sung vitamin và khoáng chất, tăng cường sức đề kháng, giúp hạ chỉ số và cân bằng đường huyết, đồng thời tốt cho tim mạch, huyết áp, giảm cholesterol. Tôi bị tiểu đường là 2 năm nay rồi. Tôi ăn uống nó kém hẳn, phần vì khó ngủ nên tôi bị sụt cân. Hôm vừa rồi có đứa cháu nó tặng tôi mấy cái hộp sữa Biolat Glucena gì đó, tôi uống thấy người nó khỏe hơn, mà hệ tiêu hóa tôi cũng dễ chịu. Mà bệnh tiểu đường thì mình kiêng nhiều đồ ăn thức uống, nên để bổ sung dinh dưỡng rồi vitamin khoáng chất tôi kiên trì dùng sữa Biolat Glucena. Sữa thì nó cũng dễ uống, hương vị nó thơm ngon. Một ngày tôi uống 2 lần, một lần tôi uống 1 ly sữa cả này, và tối tôi uống, sáng tôi uống 1 ly sữa cả này, chiều tối tôi uống 1 ly sữa cả này. Ngoài ra, dòng sản phẩm sữa Biolat Canxi Nano cũng được rất nhiều người tiêu dùng đánh giá cao. Dòng sản phẩm này giúp tăng cường tối đa sức đề kháng, tốt cho tim mạch, huyết áp, bổ sung dưỡng chất, giúp cải thiện trí nhớ, phòng ngừa loãng xương ở người lớn tuổi. Việc sử dụng sữa Biolat Canxi Nano mỗi ngày không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn hỗ trợ hạn chế các bệnh lý tuổi già như suy giảm trí nhớ, loãng xương. Tôi năm nay cũng hơn 50 rồi, trong người đủ các loại bệnh, xương khớp này, huyết áp này, rồi mệt mỏi, đi lại rất là khó khăn, rồi nói chung là ăn uống cũng rất là kém. Thế, vừa rồi đấy thì tôi thấy có cái sữa Biolat Canxi Nano dành cho người bị xương khớp và huyết áp. Thế là tôi cũng mua về tôi dùng được một thời gian đấy, thấy rất là hiệu quả, mà tôi cảm thấy ăn ngon miệng hơn, đi đứng các thứ đấy cũng nhanh nhẹn khỏe mạnh hơn nữa đấy. Người cảm thấy rất là dễ chịu, mà cái vị sữa tôi cũng cảm thấy rất là ngon. Luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm, các dòng sản phẩm sữa Biolat đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Đầu ra sản phẩm luôn được kiểm tra nghiêm ngặt. Hiện tại Thiên Hương đang cung cấp 7 dòng sản phẩm của thương hiệu Biolat, đa dạng và phù hợp cho nhiều độ tuổi. Sữa Biolat Colosgon, sữa Biolat Ground IQ, sữa Biolat Godpedia, sữa Biolat Godbaby, sữa Biolat Glucena, sữa Biolat Enchogon, sữa Biolat Cancinano. Đặc biệt, dòng sản phẩm sữa Biolat Colosgon 24 giờ và Biolat Ground Plus còn có hộp pha sẵn rất tiện lợi cho các bé. Chú trọng đầu tư và dây chuyền sản xuất cũng như hướng tới phát triển hệ thống. Đến nay, các sản phẩm sữa Biolat đã có mặt trên các kệ hàng của chuỗi hệ thống sữa bỉm Thiên Hương và tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Đặc biệt vừa qua, nhờ những nỗ lực hướng đến sức khỏe người tiêu dùng, Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc tế Thiên Hương đã vinh dự nhận giải thưởng thương hiệu nhãn hiệu uy tín 2022. Giải thưởng xét duyệt dựa trên chất lượng sản phẩm và sự tín nhiệm của người tiêu dùng. Đây cũng là dấu ấn khẳng định chất lượng sản phẩm của Thiên Hương, đồng thời qua đó giúp người tiêu dùng an tâm hơn khi chọn sữa Biolat cho cả gia đình.